hai anh em tử vong giữa cánh đồng, ước muốn ngày sinh nhật không thành. 14 tháng 7 sẽ là sinh nhật của bé Trần Phúc Toàn, là một trong hai bé trai tử vong giữa cánh đồng ở Long An. Toàn luôn ước ao có một chiếc bánh kem trong ngày sinh nhật, thế nhưng ước ao nhỏ nhoi ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hôm nay, Công an tỉnh Long An đang làm rõ nguyên nhân vụ việc hai anh em Trần Phúc Toàn 8 tuổi và Trần Nhật Tấn Quốc 4 tuổi tử vong trên cánh đồng ở ấp 1 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, nơi phát hiện ra thi thể của hai anh em cách nhà khoảng 500 mét. Gần hiện trường có một mương nước sâu hơn 1 mét. Mương nước này được hình thành khi chủ ruộng múc đất lên để đắp bờ. Theo nhận định ban đầu của chính quyền xã địa phương thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai bé trai có thể là do đuối nước. Trong khi rủ nhau ra cánh đồng chơi, có thể là hai bé đã lội xuống mương bắt tôm cá dẫn đến đuối nước mà tử vong, một cán bộ xã nói. Tuy nhiên, theo người này thì kết luận cuối cùng phải chờ công an công bố. Bí thư đảng ủy xã Nguyễn Văn Sĩ nói rằng, sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã yêu cầu chủ đất phải có biện pháp rào chắn tránh những tai nạn thương tâm tiếp tục xảy ra. Mong ước giang dở trong ngày sinh nhật. Thất thần nhìn di ảnh hai con trai, chị Trần Thị Thúy Hằng 35 tuổi nghẹn ngào cho biết: ngày mai 14 tháng 7 là sinh nhật của bé Trần Phúc Toàn. Trong sinh nhật lần thứ 8, Toàn đã ước ao có một chiếc bánh kem. Tôi hứa với con là sẽ mua bánh kem, rồi ba mẹ con sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật. Ngày mai là sinh nhật nó rồi, ấy thế mà hai anh em lại bỏ tôi mà đi, chị Hằng đau đớn kể lại. Theo chị Hằng thì sau khi sinh hai bé trai, người chồng bỏ đi nên ba mẹ con tá túc bên nhà ngoại. Thời gian chị đi làm ở khu công nghiệp, hai bé trai được ông bà ngoại trông coi. Chị Hằng kể, ngày 11 tháng 7 đi làm về không thấy hai con đâu, lúc này nghe người thân bảo là Toàn dẫn em đi chơi. Lo lắng nên chị chạy đi khắp nơi tìm bé và trình báo chính quyền địa phương. Cả đêm hôm đó mọi người tỏa ra khắp nơi tìm nhưng vẫn không có kết quả. Sáng hôm sau, một người dân trong xã đã phát hiện ra thi thể của hai bé tử vong trên cánh đồng. Người mẹ tội nghiệp nói rằng gia đình không hề có mâu thuẫn với ai. Hiện người thân mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc để an ủi linh hồn của hai bé.